Xin chào tất cả các em. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về các thì trong tiếng Anh. Câu hỏi của cô là chúng ta có bao nhiêu thì? Cô chắc chắn rằng là một số bạn sẽ trả lời thưa cô có 3 thì, thưa cô có 5 thì, thưa cô có 7 thì, thậm chí có bạn mà thưa cô có 15 thì. Câu trả lời của cô đó là chúng ta sẽ có 12 thì. Thì làm thế nào để chúng ta có thể nhớ được 12 thì đó? Sau đây chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu về các thì như vậy. Chúng ta chú ý như sau. Đây là trục thời gian. Chúng ta sẽ có 3 mốc thời gian. Mốc thời gian đầu tiên đó là ở hiện tại. Chúng ta có tiếng Anh là now. Mốc thứ hai là mốc ở quá khứ. Chúng ta dùng từ past. Và mốc thứ ba đó là ở tương lai, future. Vậy thì đối với 3 mốc thời gian này thì chúng ta sẽ có các thì trong từng mốc thời gian đó. Trong thì hiện tại chúng ta có thì hiện tại đơn. Tương ứng với hiện tại đơn chúng ta sẽ có thì quá khứ đơn. Và trong mốc thời gian tương lai chúng ta sẽ có thì tương lai đơn. Bên cạnh hiện tại đơn chúng ta có thì hiện tại tiếp diễn. Và tương ứng với hiện tại tiếp diễn chúng ta sẽ có thì quá khứ tiếp diễn. Và tương ứng như thế trong tương lai chúng ta sẽ có thì tương lai tiếp diễn. Ngoài hai thì này ra thì chúng ta sẽ có thì hiện tại hoàn thành. Tương ứng với hiện tại hoàn thành chúng ta sẽ có quá khứ hoàn thành. Và trong mốc trong tương lai chúng ta sẽ có tương lai hoàn thành. Bên cạnh thì hiện tại hoàn thành chúng ta có thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Trong mốc trong quá khứ thì chúng ta sẽ có quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Và trong tương lai chúng ta có tương lai hoàn thành tiếp diễn. Vậy chúng ta nhận thấy rằng là 12 thì này hoàn toàn không khó khăn một chút nào. Vì sao? Là bởi vì chúng có sự tương đồng. Chỗ này chúng ta nhìn thấy là ở hiện tại đơn, quá khứ đơn, tương lai đơn. Hiện tại tiếp diễn, quá khứ tiếp diễn và tương lai tiếp diễn. Hiện tại hoàn thành, chúng ta có quá khứ hoàn thành và tương lai hoàn thành. Hiện tại hoàn thành tiếp diễn, chúng ta có quá khứ hoàn thành tiếp diễn và tương lai hoàn thành tiếp diễn. Vậy chúng ta nhận thấy rằng là hoàn toàn không có gì khó khăn hết cả trong quá trình chúng ta ghi nhớ 12 thì này. Do cái thời gian có hạn nên trong bài ngày hôm nay chúng ta sẽ đi vào các thì ở thì hiện tại. Chúng ta sẽ đi vào mốc này. Mốc thời gian hiện tại. Bài đầu tiên chúng ta sẽ đi vào thì hiện tại đơn. Chúng ta chuyển sang vào section 1. The present tenses. Trong các thì hiện đại chúng ta sẽ đi vào phần đầu tiên, đấy là thì hiện tại đơn giản. Chúng ta đi vào phần 1 lớn. The simple present tense. Trước khi vào phần này thì cô cũng muốn chúng ta thống nhất với nhau về một số cái ký tự cô viết tắt. Đó là đầu tiên, đó là ký tự chữ này. Chữ này là chữ S, đúng nhỉ? Và chữ S này nó là từ viết tắt của từ subject. Subject chúng ta dịch là chủ ngữ. Vậy trong tiếng Anh chúng ta có bao nhiêu ngôi? Vậy thì chúng ta chú ý là trong tiếng Anh chúng ta sẽ có các ngôi sau. Chúng ta có ngôi thứ nhất, đó là ngôi I. Ngôi thứ nhất, số ít, chúng ta nói là tôi, đúng nhỉ? Ngôi thứ hai, đó là you, là bạn. Ngôi thứ ba, chúng ta có đây. Đây là ngôi thứ ba số nhiều. Chúng ta có ngôi thứ nhất số nhiều, đó là we.
Ngôi thứ ba, suýt chúng ta còn có hi, đó là chỉ anh ấy. À, chị ấy chúng ta có từ she, và để chỉ một vật nào đó chúng ta có từ it. Vậy trong tiếng Anh này chúng ta có 7 đại từ nhân xưng để chỉ các ngôi. Nếu như so sánh với tiếng Việt thì quả là tiếng Việt rất là phong phú. Tiếng Anh thì chỉ có người này thôi, nhưng mà tiếng Việt, ví dụ như cô nói là ngôi thứ nhất, ngoài cái ngôi tao ra, tôi ra, tao ra, thì chúng ta thấy là chúng ta còn có rất nhiều từ khác. Ví dụ như là hai vợ chồng nói với nhau thì chúng ta có thể nói là mình, đúng không nhỉ? Hoặc là bạn bè thì có thể là tớ. Hoặc là thậm chí trong truyện cổ tích thì chúng ta thấy là cái người con trai dựng chàng hoàng tử chẳng hạn thì thường là xưng là mình, hoặc là đối với người ngôi thứ hai đó là người yêu hoặc là bạn mình thì không dịch, không xưng là em mà xưng là nàng, ví dụ như vậy. Thì chúng ta nhận thấy rằng là tiếng Anh thì rất là đơn giản hơn rất nhiều so với tiếng Việt, bởi vì chúng ta chỉ có người này ngôi thôi. Tương với ngôi ai thì chúng ta có thể dịch là tao, có thể là mình, có thể là tớ. Hoặc là đối với ngôi he thì chúng ta có thể nói là anh ấy, hoặc là cậu ấy, hoặc là chú ấy. Tuy nhiên nếu như mà chúng ta nói với kể về một tên trộm chẳng hạn, ví dụ he's a bad guy, he's a thief, anh ta là một tên trộm, thì chúng ta sẽ không nói chú ấy một tên trộm hay là bác ấy là một tên trộm, mà chúng ta nói là hắn là một tên trộm. Thế chúng ta nhận thấy rằng là cái ngôi he này thì không chỉ là chúng ta không chỉ nói là anh ấy, chú ấy, mà trong nhiều văn cảnh khác nhau chúng ta sẽ dịch nó khác nhau trong tiếng Việt, đúng nhỉ? Ví dụ chúng ta sẽ nói là hắn, hoặc là gã ấy, hoặc là thằng cha đấy, đúng nhỉ? Vậy thì chúng ta thấy là nó rất là đa dạng như tiếng Việt. Để chú ý là chúng ta chỉ có gần này trong tiếng Anh thôi, 7 ngôi, 7 cái đại từ nhân xưng thôi, nhưng trong tiếng Việt thì rất là đa dạng. Do đó tùy vào ngữ cảnh và tùy vào giọng điệu của người nói chúng ta sẽ dịch khác nhau. Để chúng ta thật chú ý nhé, chúng ta chỉ có người này thôi và rất là đơn giản để chúng ta có thể nhớ. Ngoài cái đại từ nhân xưng ra thì chúng ta còn có các danh từ nữa, ví dụ như là Lan, như là Mai, như là Mận, như là Hồng, như là Đào, vân vân. Để tất cả cái danh từ đấy thì nó cũng được coi là chủ ngữ. Đối với chỉ có một người thôi, ví dụ Lan likes reading book, thì Lan đây nó sẽ tương ứng với ngôi thứ 3, số ít là she. Nhưng nếu như chúng ta nói là Lan and Mai are students, vậy thì Lan và Mai lúc đấy nó sẽ tương ứng với ngôi they, bởi vì có hai người trở lên nó sẽ được coi là danh từ ngôi thứ 3, số ít. Để chúng ta thật chú ý như vậy. Tiếp theo đó là cô muốn chúng ta quan tâm đến chữ này. Chữ này là chữ V và từ viết tắt của nó là verb. Verb, verb được coi là động từ. Chúng ta dịch nó là động từ. Thế động từ là cái gì? Thì từ lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 trong tiếng Việt chúng ta đã biết là động từ là các từ miêu tả hoạt động của con người, ví dụ như là chạy, nhảy, thích, hát, vân vân. Vậy thì tất cả những cái động từ, những cái từ miêu tả hoạt động của con người chúng ta gọi nó là động từ. Và trong tiếng Anh hay tiếng Việt thì chúng ta đều sử dụng như vậy. Từ tiếp theo đó là chữ này, là chữ O. Trong tiếng Anh chữ O là từ viết tắt của từ object. Object. Object được gọi là tân ngữ. Cái từ này thì rất là chuyên ngành, do nên là rất nhiều bạn không hiểu tân ngữ là cái gì. Cô giáo thì cứ nói là đây là tân ngữ, nhưng mà chúng ta sẽ không hiểu tân ngữ là cái gì. Vậy tân ngữ là cái gì? Ví dụ, cô lấy một ví dụ. Cô nói là I love you. Vậy thì I ở đây chúng ta biết là đứng đầu câu nó sẽ là chủ ngữ tôi, hoặc là tớ, hoặc là mình. Love là yêu hoặc là thích, đây là chính là động từ. Và ở đây nó chính là tân ngữ you. Tớ thích cậu, mình thích cậu, hay là anh yêu em, vân vân. Chúng ta có thể dịch rất nhiều cái cách khác nhau trong từng ngữ cảnh thì chúng ta có thể dịch nó. Hay là ta yêu nàng, trong chữ cổ tích chúng ta sẽ dịch là ta yêu nàng, đúng không nhỉ? Vậy thì chỗ này chúng ta nhận thấy rằng là tất cả các danh từ đứng sau động từ chúng ta được gọi là tân ngữ. Vậy chúng ta chú ý, tân ngữ là các danh từ đứng sau động từ. Đây là một số, đây là ba cái chữ mà cô sẽ viết tắt trong cái bài này. Để chúng ta thật chú ý là S chúng ta sẽ viết tắt của từ subject, và nó sẽ bao gồm
bảy đại từ nhân xưng I, you, we, they, he, she, it. Và các đại từ nhân xưng này thì nó sẽ cô sẽ không viết đầy đủ mà cô chỉ viết là S để chúng ta thấy là cô đã sử dụng cái từ này để thay thế cho tất cả các từ kia. Từ thứ hai đó là từ V, chữ V trong tiếng Việt và chúng ta là từ viết tắt của từ verb, động từ, các từ miêu tả hoạt động. Thứ ba đó là O, đấy là object, đấy là tất cả các danh từ đứng sau động từ. Để chúng ta chú ý như vậy. Ở phần đầu tiên này chúng ta cùng nhau tìm hiểu về cấu trúc của động từ của cái thì hiện tại. Chúng ta đi vào phần 1 nhỏ form. Thực ra tiếng Anh vì sao nó phổ biến như vậy? Cô nghĩ rằng một cái lý do rất là đơn giản thôi là bởi vì một phần cái ngữ pháp cho tiếng Anh đã được cấu trúc hóa. Do đó là đa số tất cả các bạn học giỏi toán, lý hóa, tức là có cái khả năng về tự nhiên, có cái đầu óc, có suy luận logic tốt thì chúng ta đều có thể học tiếng Anh rất là tốt. Vậy thì ở đây nó có cái phần cấu trúc riêng. Vì trong tiếng Anh cái thì hiện tại đơn thì cấu trúc như thế nào? Thì chúng ta sẽ có ở thể khẳng định. Chúng ta có chủ ngữ cộng với động từ. Động từ này thì nó sẽ có hai dạng, một là đối với ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba số nhiều chúng ta sẽ không chia động từ. Nhưng đối với ngôi he she it, tức là các ngôi số ít và các danh từ số ít chúng ta sẽ phải thêm s hoặc es và tân ngữ. Ở thể phủ định thì không khó khăn lắm là bởi vì chúng ta chỉ cần thêm một từ nữa thôi. Đó là đối với ngôi I, you, we, they và các danh từ số nhiều chúng ta thêm trợ động từ do not. Và do not này người ta sẽ viết tắt thành don't. Don't. Cái dấu này nó chính là người ta gọi là dấu tỉnh lược. Là vì sao? Thì chúng ta nhìn thấy là rất là đơn giản thôi, là vì người ta bỏ mất chữ O đi để bớt diện tích và người ta thay nó bằng dấu phẩy. Và chúng ta viết nó là don't. Đối với ngôi he she it, chúng ta sẽ thêm trợ động từ does not. Và does not người ta sẽ viết tắt thành doesn't. Và chúng ta thấy là người ta đã sử dụng cái dấu tỉnh lược này. Dấu tỉnh lược này để thay thế cho chữ O. Chúng ta nhìn thấy một điều thật là khác biệt, bởi vì bên trên này ở ngôi thứ ba số ít, he, she, it, chúng ta có thêm S và sau động từ. Nhưng đối với thể phủ định chúng ta sẽ bỏ nó đi. Chúng ta sẽ để nó động từ về dạng nguyên thể cộng với tân ngữ. Ở thể nghi vấn thì cực kỳ đơn giản, là chúng ta chỉ cần đưa cái trợ động từ lên trước chủ ngữ. Đối với ngôi I, you, we, they chúng ta sẽ đưa trợ động từ do. Và đối với ngôi he, she, it chúng ta sẽ đưa trợ động từ does. Sau đó chúng ta có chủ ngữ. Và một lần nữa, ở thể phục thành nghi vấn chúng ta sẽ không thêm s hoặc là s và ngôi thứ ba số ít nữa. Đây là cái cấu trúc của thì hiện tại đơn. Cô lấy ví dụ như sau. Ví dụ cô nói là I go to school. Every day. Nhưng khi cô nói là anh ấy đi học hàng ngày thì cô sẽ không nói là I go mà cô nói là she, he goes to school every day. Vậy chúng ta nhìn thấy là có sự khác biệt không ạ? Chắc chắn là có rồi. Đối với ngôi I, ngôi thứ nhất, chúng ta sẽ không thêm es. Nhưng đối với ngôi he, chúng ta thêm es.
À, vậy thì các từ khác thì chúng ta thêm cái gì? Có thêm es như thế này không? Thì câu trả lời là nó sẽ tùy vào động từ. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu về khi nào động từ thêm s và khi nào động từ thêm đuôi es. À, chú ý đầu tiên đó là chú ý về động từ thêm đuôi s hoặc là es. Vậy khi nào chúng ta thêm đuôi s hoặc là đuôi es? Thì các em chú ý là tất cả đa số các động từ sẽ thêm đuôi s vào ngôi thứ ba số ít, đó là he, she, it. Khi chủ ngữ nào như vậy thì chúng ta sẽ thêm đuôi s vào đằng sau động từ. Tuy nhiên một số động từ đặc biệt hơn, đó là chúng ta phải thêm đuôi es. Vậy chúng ta không cần thiết phải nhớ các động từ thêm đuôi s mà chúng ta chỉ việc nhớ các cái trường hợp đặc biệt, đó là các trường hợp động từ thêm đuôi es. Vậy khi nào động từ thêm đuôi es? Thì chúng ta chú ý là tất cả các động từ có kết thúc như sau. Chúng ta sẽ thêm đuôi es. Các động từ có kết thúc là, à, chúng ta có một số động từ kết thúc như là đuôi ch, đuôi sh, đuôi ss, đuôi o, đuôi z và đuôi x. À, chúng ta chỉ có 6 cái kết thúc của động từ thế này thôi. Chúng ta sẽ thêm đuôi es. Một số bạn mà cô ơi, làm sao mà cô có thể nhớ được như vậy? Thì chúng ta chú ý rằng là học sinh Việt Nam chúng ta rất là thông minh, bởi vì các em có thể tìm mọi cách để có thể ghi nhớ một cách dễ dàng nhất. Chúng ta có thể học lỏm từ các bạn như sau. Các bạn có thể nói là ông dẫn cháu sang sông xanh. À, vậy thì 6 chữ này nó sẽ tương ứng với các cái chữ bên trên. Ví dụ ông, chúng ta sẽ có từ kết thúc bằng âm o. Dẫn, cái này thì nó hơi khác biệt so với Việt Nam một chút, bởi vì trong tiếng Việt chúng ta không có âm z. Và chúng ta sẽ phải viết như này để nó dễ nhớ hơn. Đuôi ch cháu sang, chữ này cũng hơi khác biệt so với tiếng Việt và chúng ta sẽ cố gắng để nhớ. Vậy thì là hoàn toàn không khó lắm để chúng ta nhớ, đúng không ạ? Đây là một cách của một bạn học sinh của cô, bạn ấy mách cho cô. Tuy nhiên là cô cũng có cách để chúng ta nhớ dễ hơn. Đấy là mỗi khi cô ăn món chả sườn xương sông rán, cô sẽ nhớ được rằng đây là các động từ kết thúc bằng đuôi es. Vậy chúng ta sẽ có nhiều cách ghi nhớ khác nhau đối với mỗi người và tùy sở thích của chúng ta. Chúng ta thích ăn, chúng ta nhớ đến câu chả sườn xương sông rán. Chúng ta nhớ đến ông mình, chúng ta có thể nhớ đến cái hình ảnh này. Ngoài cái chú ý này ra thì chúng ta còn có chú ý nào khác nữa không? Thì chúng ta còn một cái chú ý nữa, đó là động từ mà kết thúc bằng một phụ âm cộng với y dài thì chúng ta phải làm thế nào? Ví dụ cô nói là I study. Nhưng khi chuyển sang anh ấy học, cô nói là he studies. Vậy chúng ta nhìn thấy là không chỉ thêm s, không chỉ thêm es mà người ta phải chuyển y dài sang thành y ngắn rồi mới thêm đuôi es. Vậy chú ý ở đây là gì? Cô muốn chú ý rằng là khi một động từ kết thúc bằng phụ âm cộng với y dài, chúng ta sẽ phải chuyển y dài thành y ngắn và thêm đuôi es. Đây là một cái chú ý rất là quan trọng. Khi động từ kết thúc bằng phụ âm cộng y dài thì chúng ta sẽ phải nhớ là chúng ta sẽ phải qua hai bước. Bước 1 là chúng ta phải chuyển y dài thành y ngắn. Và bước thứ hai, sau đó chúng ta mới cộng thêm đuôi es. Đấy, ví dụ như động từ study thì I study và he studies. Tuy nhiên chúng ta chú ý là nó phải là phụ âm.
Vậy thì nguyên âm thì sao? Nguyên âm thì chúng ta sẽ giữ nguyên. Thế nào là nguyên âm? Một số bạn không thể phân biệt được thế nào là nguyên âm và thế nào là phụ âm. Thì chúng ta chú ý là nguyên âm nếu như chúng ta phân biệt theo cách phát âm và sử dụng các bộ phận cấu âm trong miệng, các bộ phận mà tạo ra âm thanh chúng ta gọi nó là các bộ phận cấu âm. Nếu như mà dựa trên các cái cấu trúc của quá trình phát âm, các âm ra thì nguyên âm là các âm được phát ra mà không có sự tương tác, không có sự va chạm của các bộ phận cấu âm trong miệng, chúng ta gọi nó là nguyên âm. Ví dụ như là A hay là U hay là Ơ, khi chúng ta phát âm cái âm này thì nó hoàn toàn là cái luồng khí đi từ ra từ trong cổ họng ra và nó không hề có sự kết hợp giữa môi hay là răng hay là lưỡi, đúng nhỉ? Tuy nhiên nếu như chúng ta phát âm âm đ thì chúng ta nhận thấy là cái lưỡi của chúng ta nó sẽ chạm lên hàm ếch, và khi nó phát âm ra thì các bộ phận cấu âm trong miệng tới các bộ phận để tạo thành âm thanh nó đã phải chạm vào nhau. Tuy nhiên là như thế thì nó sẽ rất là khó khăn cho chúng ta để mỗi lần chúng ta phải phát âm cái âm cuối cùng xem nó là cái gì thì chúng ta mới có thể kết luận được đấy là nguyên âm hay phụ âm. Việt Nam thì trong ở Việt Nam thì chúng ta các thầy cô giáo thường rất hay dạy một cái câu đấy là uể oải. Uể oải. Không biết có phải là do là cái cảm xúc của học sinh học môn tiếng Anh hay không. Nhưng mà đây là một cái từ rất là vần để chúng ta có thể nhớ được. Vậy trong tiếng Anh chúng ta sẽ có 5 nguyên âm chính. Đó là U, E, O, A và I. Vậy thì rất là dễ để có nhớ, mỗi lần chúng ta nghĩ đến tiếng Anh nghĩ mệt mỏi quá chúng ta có thể nhớ đến đây là các nguyên âm trong tiếng Anh. Cô lấy ví dụ như sau. Cô lấy ví dụ I play. Khi chúng ta chuyển sang he plays, thì chúng ta chỉ việc thêm đuôi s, hoàn toàn không phải chuyển y dài thành y ngắn, mà chúng ta chỉ việc thêm s thôi. Vì sao? Câu trả lời rất là đơn giản, bởi vì trước âm y dài này đó là một nguyên âm, và chúng ta chỉ cần nhớ rằng là uể oải đó là 5 nguyên âm. Do đó thật nhớ rằng khi có nguyên âm cộng với y dài, chúng ta sẽ không thay đổi cái gì cả. Rất đơn giản, chúng ta chỉ việc thêm s hay là thêm s vào đằng sau động từ khi nó ở ngôi, khi chủ ngữ của nó ở ngôi thứ ba suýt. Đó là cái chú ý thứ hai. Ngoài cái chú ý này ra thì chúng ta sẽ đi vào một chú ý tiếp theo. Đó là khi động từ thêm s hoặc là thêm s hoặc là es thì nó có thay đổi trong cách phát âm không? Người Việt Nam chúng ta không chia thành các ngôi và cũng không thêm bất kỳ một cái thành tố nào đằng sau một từ, một động từ khi nó chuyển từ ngôi nọ sang ngôi kia. Tuy nhiên tiếng Anh thì khác, như chúng ta đã thấy là nó phải thêm s hoặc là es. Vậy thì khi mà thêm cái thành tố đằng sau như vậy thì chúng ta cách đọc nó sẽ phát âm một chút, hơi thay đổi một chút, đó là nó phải thêm cái âm cuối cùng. Vậy chúng ta phát âm như thế nào? Chúng ta chuyển sang vào chú ý thứ hai nhỏ. Đó là cách phát âm. Khi động từ thêm s hoặc là es. Khi nó thêm như vậy thì chúng ta đọc thay đổi. Ví dụ như cô vừa đọc đấy là I study, nhưng anh ấy thì cô sẽ đọc là he studies. Vậy cái âm đằng sau không phải là study mà là z. Nó sẽ thay đổi như vậy đấy. Vậy thì chúng ta sẽ có bao nhiêu cách phát âm khi động từ kết thúc bằng s hoặc es? Chúng ta sẽ có 3 cách phát âm dựa vào cái kết thúc của động từ. Cách phát âm thứ nhất đó là chúng ta sẽ đọc là is. Âm is này thì cô để trong cái dấu này người ta gọi là slanting lines, tức là phiên âm quốc tế chúng ta sẽ đọc là is. Khi động từ kết thúc bằng các âm sau chúng ta sẽ đọc là is, đó là âm ch, âm sh, âm s, âm z và âm cuối cùng đó là âm ch.
Cái âm này thì nó hơi khó phát âm một chút, bởi vì chúng ta cần cái lực rất là mạnh ở trong khoang miệng. Chúng ta sẽ đưa lưỡi lên phía cao hơn, gần như chạm với hàm ếch của chúng ta, tròn mồm hơn khi chúng ta phát âm. Chúng ta sẽ đọc là chà chà. Đây là phiên âm quốc tế. Đây là phiên âm quốc tế. Và chúng ta sẽ phải phát âm thật chuẩn mới có thể đọc đúng được is. Đó là khi nào thì nó đọc là chà. Thì rất là đơn giản thôi, bởi vì trong tiếng Anh nó chỉ có một âm, đấy là âm CH. Âm CH. Chúng ta sẽ đọc là ch. Ví dụ, cô có động từ watch. Khi cô nói là I watch, cô không thêm S, cô cũng không thêm S, cô sẽ đọc là I watch. Âm cuối cùng sẽ là ch. Nhưng khi cô nói rằng là he, he watches, thì lúc này chúng ta nhận thấy là không chỉ là ch mà chúng nó sẽ là watches. Vậy thì chúng ta sẽ có âm trees đằng sau, đúng không nhỉ? Âm tiếp theo đó là âm sh. Âm này giống như là cô giáo khi học sinh nói chuyện, cô giáo rất là bực mình, không biết làm thế nào, nói không được, cô giáo sẽ đặt tay lên miệng, cô giáo đọc là sh. Nhỉ? Đây nó là cái âm sờ nặng tương ứng với âm sờ nặng, âm s nặng trong tiếng Việt. Vậy thì khi nào nó kết thúc là âm sh, thì chúng ta chú ý là nó chỉ có âm sh. Ví dụ chúng ta đọc động từ là watch. Watch. Và khi chúng ta nói thêm đuôi s, chúng ta sẽ đọc là watches. Watches. Âm này thì nhiều kết thúc hơn một chút. Đó là có thể kết thúc bằng chính nó. Âm này nó sẽ từng với âm sờ nhẹ trong tiếng Việt. Nó có thể kết thúc bằng S hoặc là SE, hoặc là còn có thể kết thúc bằng CE. Ví dụ cô nói là he dances. Thì chúng ta nhận thấy là động từ dance nó kết thúc bằng đuôi C, chúng ta đọc là dance. Và chúng ta sẽ thêm đuôi S vào, chúng ta đọc là dances. Âm này chúng ta đọc là z. Và rất là đơn giản thôi, nó chỉ có z hoặc là z-e. Âm này thì chúng ta có cái âm đó là thường là kết thúc bằng đuôi g-e. Ví dụ như động từ trains. Cô nói là I trains, nhưng chuyển sang anh ấy thay đổi. He changes. Vậy chúng ta nhận thấy là chỗ này đọc là change. Và thêm đuôi s chúng ta đọc là changes. Cái này thì có khó nhớ không? Thì cũng không khó nhớ lắm đâu các em ạ. Là bởi vì là đây nó chính là các động từ kết thúc bằng đuôi để thêm s, giống như vừa nãy chúng ta có thể học như vậy, trừ âm o. Và chúng ta chỉ thêm đuôi GE và đuôi C nữa thôi là chúng ta đã có cái cách đọc phát âm chuẩn của động từ thêm đuôi ES. Cách đọc tiếp theo chúng ta sẽ đọc là S. Mẹ đọc là S. Vậy thì khi nào động từ kết thúc chúng ta thêm đuôi S, chúng ta sẽ đọc là S. Thì chúng ta chú ý là có một số cái âm kết thúc như sau. Đó là âm P, âm F, âm t, âm k và âm này. Âm này chúng ta đọc là chúng ta đưa ra phía trước ạ. Tuy nhiên kẹp nó giữa hàm răng nhẹ nhẹ thôi, chúng ta không được cắn lưỡi. Chúng ta sẽ phát âm là chúng ta có 5 âm này. Khi kết thúc 5 âm này chúng ta sẽ đọc là s. Vậy thì khi nào từ phát âm là p thì chúng ta chú ý là nó có thể có p hoặc pe. Khi chúng ta có từ viết tắt là p hoặc pe, ví dụ chúng ta có động từ stop, chúng ta sẽ thêm đuôi s và chúng ta sẽ đọc là stop. Âm này là âm f, chúng ta sẽ đọc là f.
và nó có thể kết thúc bằng chính nó, đấy là kết thúc bằng FE, kết thúc bằng GH hay kết thúc bằng PH. Ví dụ như động từ love. Laugh là cười to, như cười lớn. Vậy thì cái âm GH này chúng ta không đọc là laugh, chúng ta đọc là laugh. Vậy thì thêm đuôi s, chúng ta sẽ đọc là laughs. Khi nào kết thúc bằng t, chúng ta nó là sẽ kết thúc bằng t hoặc là th e. Động từ kết thúc bằng đuôi k thì nó là k hoặc ke. Và cái âm này thì chúng ta chú ý là nó sẽ viết tắt, nó là cái âm quất kết thúc của âm TH. Trong tiếng Anh nó chỉ có cái âm TH thôi. Để chúng ta thật chú ý. Một số bạn thì cảm thấy rất là khó khăn khi mà chúng ta nhớ cái này. Thì cũng không khó lắm đâu, là bởi vì chúng ta sẽ có cách ghi nhớ riêng. Các bạn nào yêu lịch sử chúng ta có thể dùng trong cái câu sau, đó là thời phong kiến phương Tây. Thời phong kiến phương Tây. Phương Tây. Vì thời phong kiến phương Tây này sẽ bắt đầu TH. Đây là một âm. Âm P, âm K, âm F và âm T. Vậy thì khi chúng ta nhớ được cái này thì chúng ta sẽ nhớ được là lúc đấy động từ nó sẽ đọc là S. Vậy thì chúng ta cố gắng là yêu lịch sử một chút để chúng ta có thể học tiếng Anh giỏi hơn, đúng nhỉ? Một số bạn thì có thể học theo cách khác, đấy là các bạn sẽ đọc một câu khác, có thể là phố phường tường cao thế. Đó là cảm giác của những cái bạn học sinh từ miền núi xuống thủ đô Hà Nội học, đúng nhỉ? Chúng ta thấy là rất nhiều nhà cao tầng và chúng ta có thể nghĩ đến cách học tiếng Anh đó là phố phường tường cao thế. Đấy, chúng ta chú ý như vậy. Vậy chúng ta cần phải phát âm thật chính xác. Ở đây là phần rất quan trọng, và các cái đề thi tốt nghiệp thì thường là bắt chúng ta phân biệt khi nào đọc là is, khi nào đọc là s. Và cách phát âm thứ ba đó là cách phát âm z. Thì ngoài cái 5 cái kết thúc này ra, 10 cái kết thúc này ra thì các còn lại chúng ta sẽ đọc là z. Ví dụ chúng ta có động từ stay. Động từ stay khi thêm s chúng ta sẽ đọc là stays. Hay đọc từ leave. Khi thêm s chúng ta sẽ đọc là leave. Chú ý vừa rồi thì chúng ta sẽ đi vào một cái chú ý nữa cũng rất là quan trọng. Đó là cái động từ does và trợ động từ does và do ấy, thì có được sử dụng ở trong cái câu khẳng định hay không? Bởi vì câu vừa nói chúng ta là chúng ta sẽ sử dụng trợ động từ do và does để dùng trong câu nghi vấn và trong câu phủ định. Vậy chúng ta chuyển sang phần ba nhỏ, chú ý ba nhỏ, đó là khi nào chúng ta sử dụng trợ động từ do và does trong câu khẳng định. Vậy thì khi nào thì trợ động từ do và does được sử dụng trong câu khẳng định? Chúng ta nhận thấy rằng là do và does thường sử dụng trong câu phủ định và nghi vấn, đúng không nhỉ? Nhưng cô có một cái ví dụ sau. Chúng ta nghe này. I do hope that you will pass the entrance exam. Ở đây cô đã dùng trợ động từ do hope. Điều này nghe có vẻ như là không đúng so với cấu trúc. Nhưng nếu như cô nói là I hope thì chuyện đấy rất bình thường.
Tức là tôi mong muốn bạn sẽ vượt qua kỳ thi rất bình thường, nhưng khi cô nói I do hope that, tức là bản thân cô thực sự mong muốn và rất mong muốn rằng chúng ta sẽ đỗ, chúng ta sẽ vượt qua kỳ thi đại học. Vậy thì chúng ta thấy rằng cái cách sử dụng ở đây đó là dùng để nhấn mạnh cảm xúc. Hoặc là khi mà chúng ta được nhận một món quà, chúng ta nói là I like it thì rất là thường thôi, nhưng chúng ta nói là I do like it thì nó sẽ nhấn mạnh cái cảm xúc rằng ôi cái món quà của bạn thật tuyệt vời và tớ rất 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 thích nó. Để chúng ta chú ý là cách sử dụng của trợ động từ khi ở trong câu khẳng định đó là dùng để nhấn mạnh cái cảm xúc của người nói, nhấn mạnh cảm xúc. Và chúng ta chú ý là nó chỉ sử dụng với các cái động từ chỉ cảm xúc thôi. Tuy nhiên ngoài cách sử dụng này ra thì nó còn được sử dụng trong một trường hợp nữa. Đó là khi cô nói thế này, cô nói là I don't know much about physics and chemistry, but I do know a lot about English and literature. Cô nói như vậy tức là tôi chẳng biết tí gì về hóa và lý cả, nhưng tôi biết tương đối nhiều về môn tiếng Anh và văn. Vậy thì một cái cách sử dụng của cái động từ do và does trong trong cái câu khẳng định đó là dùng để cái nhấn mạnh cái sự đối lập, là tôi không biết và tôi biết rất nhiều và tôi rất biết nhỉ. Vậy thì cái cách sử dụng thứ hai đó là dùng để nhấn mạnh sự đối lập. Về một cái cách dấu hiệu để chúng ta nhận biết rằng cái sự đối lập đó là chúng ta dùng các liên từ chỉ sự đối lập như là but hoặc là however. Đây là hai cái chú ý của chúng ta khi chúng ta sử dụng cái trợ động từ do và does ở trong câu khẳng định. Vậy thì khi nào chúng ta sử dụng thì hiện tại đơn? Bây giờ chúng ta chuyển sang phần 2, cách sử dụng của thì hiện tại đơn. Thì hiện tại tiếp diễn chúng ta có cái tên trong tiếng Anh đó là the present continuous tense. Hoặc một từ khác chúng ta có từ đó là progressive. Chúng ta có thể nói là the present continuous hoặc là the present progressive. Chúng ta có thể sử dụng một trong hai từ này, từ nào cũng được. Chúng ta đi vào phần 1 nhỏ, đó là cấu trúc. Vậy thì hiện tại tiếp diễn nó sẽ tương đối khác so với thì hiện tại đơn, là bởi vì nó bao gồm cả động từ to be nữa. Và động từ nó không ở dạng thêm SES bằng nguyên thể nữa, mà nó sẽ thêm dạng verb in. Thì cái cấu trúc chủ đạo của các thì tiếp diễn đó là be cộng với verb in. Tuy nhiên ở thì hiện tại tiếp diễn thì động từ to be nó sẽ chia theo ở hiện tại, đó là am, is, are. Chúng ta sẽ có chủ ngữ cộng với am, is hoặc là are, cộng với động từ dạng verb, verb in, và cộng với tân ngữ. Chúng ta thừa biết rằng khi nào chúng ta dùng am, đó là chủ ngữ đối với ai, is đó là ngôi thứ ba số ít, he, she, it, hoặc là các danh từ số ít, ví dụ lan, mai, hồng, mơ, vân vân. Hoặc là a thì là đi kèm với các đại từ nhân xưng ở dạng số nhiều, ví dụ như we are hoặc là they are, và các danh từ số nhiều, ví dụ như Tom and David, hoặc là Mai and Lan. Để tất cả các danh từ số nhiều, tức là từ hai người trở lên, chúng ta sẽ sử dụng với to be là a. Đây là khẳng định, thể phủ định. Thì chúng ta rất là đơn giản vì chúng ta chỉ việc thêm not vào đằng sau động từ to be. Chúng ta có chủ ngữ cộng với am, is, và chúng ta thêm not. Và động từ vẫn để dạng verb in, cộng với tân ngữ. Chúng ta biết là am not hoặc là is not. Is not thì người ta có thể viết tắt thành isn't. Chúng ta sẽ đọc là isn't. Và cái dấu tình lược này nó sẽ thay thế cho chữ O. Are not sẽ viết tắt thành
aren't. À, chúng ta sẽ đọc là aren't. Một số bạn đọc là aren't thì hoàn toàn sai, cho nên chúng ta chú ý là chúng ta phát âm cho thật chuẩn aren't. Am sẽ không có dạng, am not sẽ không có dạng viết tắt. Đó là lý do vì sao mà sau này cô sẽ nói với chúng ta rằng là khi mà chuyển từ cái phần đuôi của câu hỏi đuôi, nó sẽ không sử dụng cái am not, là một cái lý do, có lý do riêng của nó. Ở thể nghi vấn thì cũng rất là đơn giản, là chúng ta chỉ việc đưa am, is, are lên đầu và sau đó chúng ta cộng với động từ, cộng với chủ ngữ và cộng với động từ dạng verb in. Có thể cộng với tên ngữ. Đấy. Thì đây là cái cấu trúc của cái thì hiện tại tiếp diễn. Trong cái phần cấu trúc này thì cũng sẽ có một số lưu ý của chúng ta, là bởi vì cái động từ này không đơn thuần chỉ thêm doing mà nó sẽ có một số động từ rất là đặc biệt. Về nó đặc biệt như thế nào, chúng ta chuyển sang phần chú ý khi động từ thêm doing. Động từ doing này thì chúng ta có một số chú ý như sau. Chú ý thứ nhất, cô lấy ví dụ đối với cái chú ý 1, ví dụ động từ smoke. I am smoking. Vậy thì chúng ta nhìn thấy là ở đây cái động từ nguyên thể của nó là động từ smoke. Đây, chúng ta nhìn thấy có điều gì đặc biệt ạ? Đó là chúng ta động từ smoke, âm e cuối cùng nó sẽ bị vứt đi trước khi thêm doing. Vậy cái chú ý đầu tiên đó là chúng ta phải bỏ e rồi mới thêm in đối với các động từ kết thúc là âm e. Động từ kết thúc bằng e thì chúng ta phải bỏ e rồi thêm in. Chúng ta có hai bước, một là bỏ e và sau đó chúng ta cộng thêm với đuôi in. Ví dụ như động từ smoke chỉ thành smoking. Ngoài cái động từ mà kết thúc bằng e ra thì có một, đây là động từ này nó bỏ đi, còn một số động từ nó lại phải thêm vào. Ví dụ như động từ mimic. Mimic là động từ bắt chước. Khi chúng ta chuyển sang là anh ta đang bắt chước, anh ta đang copy thì chúng ta sẽ nói là mimicking. Chúng ta nhận thấy rằng cái động từ mimic này không chỉ không vứt đi mà nó lại thêm cái chữ gì, chữ k vào. Vậy chúng ta chú ý là cái chú ý thứ hai của cái phần này đó là khi động từ kết thúc bằng đuôi ic thì chúng ta phải thêm k sau đó mới cộng với đuôi ing. Khi động từ kết thúc bằng ic thì chúng ta qua hai bước, một là cộng với chữ k sau đó thêm đuôi ing. Đây là một trường hợp cũng khá là đặc biệt, chúng ta thật chú ý. Ix thì chúng ta thêm k cộng ing. Một trường hợp nữa cũng khá là đặc biệt mà chúng ta phải biến đổi, vừa phải chuyển âm tiết, vừa phải chuyển chữ, lại vừa phải vứt bỏ nó đi, đó là ví dụ động từ đài. Chúng ta muốn chuyển sang đuôi ing thì chúng ta phải làm như sau. Chúng ta có hai bước, một là chúng ta chuyển y ngắn thành y dài và sau đó chúng ta, tất nhiên chúng ta phải bỏ e đi và sau đó chúng ta thêm đuôi ing. Vậy thì động từ dying nó là ví dụ chúng ta nói là tôi rất là muốn ăn cơm, I'm dying for a meal, hoặc là tớ rất là mong muốn được uống nước, I'm dying for a drink. Vậy lúc này động từ die for nó sẽ là khao khát làm gì đó, chúng ta sẽ phải chuyển thành dying. Vậy thì cái chú ý tiếp theo đó là khi động từ kết thúc bằng ie
chúng ta phải chuyển y ngắn thành y dài. Chuyển y ngắn thành y dài. Thành y dài. Và sau đó chúng ta mới cộng đuôi đuôi y. Ngoài cái trường hợp này ra thì chúng ta cũng có những cái trường hợp rất đặc biệt, đó là chúng ta phải nhân đôi cái phụ âm cuối cùng của từ đó. Ví dụ như chúng ta có động từ run. Khi chúng ta đuôi in, chúng ta phải nhân đôi n lên, đó là running. Vậy thì khi nào chúng ta phải thêm một cái phụ âm như vậy? Chúng ta nhìn thấy là trong tiếng Anh, trong cái từ này, trong từ này thì có một nguyên âm và nó kết thúc bằng một phụ âm. Vì vậy mà tất cả các động từ mà có duy nhất một nguyên âm và kết thúc bằng một phụ âm, chúng ta sẽ phải nhân đôi phụ âm cuối trước khi thêm in. Vậy thì khi động từ kết thúc bằng bằng phụ âm bằng cô xin lỗi, chúng ta sẽ phải viết lại, cô xin lỗi một chút, đó là chúng ta sẽ viết là khi động từ có duy nhất một nguyên âm và kết thúc bằng một phụ âm. Bằng một phụ âm. Thì chúng ta phải nhân đôi phụ âm cuối. Thì chúng ta phải nhân đôi. Nhân đôi. Sau khi nhân đôi thì sau đó chúng ta mới nhân đôi phụ âm. Sau đó chúng ta mới cộng với đuôi in. Nên ngoài trường hợp này ra thì chúng ta cũng còn một cái trường hợp nữa khá là đặc biệt và khá là khó với chúng ta, đòi hỏi chúng ta phải phát âm thật chuẩn. Đó là trường hợp của động từ begin. Động từ bắt đầu này, khi chúng ta thêm đuôi in, chúng ta cũng phải nhân đôi n lên. Đó là beginning. Vậy thì vì sao như thế? Chúng ta nhìn thấy là động từ này có bao gồm hai âm tiết, hàm tiết be và gin. Nhưng trọng âm nó lại âm tiết thứ hai. Và trọng âm ở âm tiết thứ hai và âm tiết thứ hai lại có duy nhất một nguyên âm và kết thúc bằng một phụ âm. Đó là lý do vì sao nó lại phải nhân đôi phụ âm cuối. Về cái trường hợp thứ hai của chúng ta phải nhân đôi, đó là khi động từ có hai âm tiết. Và cái trọng âm của từ nó rơi vào âm thứ hai. Trọng âm rơi vào âm 2. Thì chúng ta phải nhân đôi. Thì phải nhân đôi. Và nhân đôi phụ âm. Trước khi thêm in. Phụ âm, sau đó rồi chúng ta sẽ thêm và sau đó thì cộng với đuôi in. Thì đây là những cái chú ý chúng ta thêm đuôi in, không đơn thuần chỉ là thêm một cái đuôi in vào mà đối với những trường hợp đặc biệt như thế này, chúng ta có 5 trường hợp đặc biệt thì chúng ta phải thật chú ý là chúng ta sẽ phải biến đổi, và muốn biến đổi đúng thì chúng ta phải học thuộc những cái chú ý này. Cũng không khó để chúng ta có thể nhớ được, là bởi vì nó cũng rất ngắn thôi. Chúng ta chỉ cần nhớ là A kết thúc bằng E, bỏ E thêm in, kết thúc bằng X thêm K thêm in, kết thúc bằng IE chuyển Y ngắn thành Y dài thêm in. Có duy nhất một nguyên âm kết thúc một âm chúng ta nhân đôi. Và trường hợp cuối cùng đó là chúng ta có hai âm tiết, từ động từ có hai âm tiết mà trọng âm rơi âm thứ hai, chúng ta cũng sẽ phải nhân đôi. Thế đó là những cái chú ý mà chúng ta cần phải quan tâm. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một phần tiếp theo, đó là khi nào chúng ta dùng thì hiện tại tiếp diễn. Và hiện tại tiếp diễn nó khác biệt gì so với thì hiện tại đơn?
Thì hiện tại tiết dưỡng dùng để làm gì? Cái cách sử dụng này thì một cái cách rất là phổ biến nhất đó là dùng để diễn tả một hành động đang xảy ra tại thời điểm nói. Ví dụ cô nói là lúc này đây tôi đang giảng bài, em teaching now. Vậy thì cái hoạt động mà đang xảy ra tại thời điểm cô đang nói đó chính là sử dụng thì hiện tại tiếp diễn để diễn đạt của hoạt động đó. Thì cách sử dụng đầu tiên đó là chúng ta dùng để diễn tả một cái hành động đang xảy ra tại một thời điểm nói. Và cái cách sử dụng này nó thường đi kèm với các từ chỉ thì cái thời điểm ở trong hiện tại, ví dụ như là nó thường đi kèm với từ now hoặc là right now. Right now dùng để nhấn mạnh cái sự ngay lập tức, ngay bây giờ nhỉ, hoặc là at the moment. Moment là thời khắc, tại cái thời khắc này, hoặc là at present. At present là ở hiện tại. Chúng ta còn có thể sử dụng từ currently. Currently là hiện tại, hoặc là for the time being. Chúng ta cũng dịch cái cụm từ này là lúc này và một số những cái từ khác nữa. Đây là một cách cách sử dụng rất là phổ biến và người ta thường diễn đạt cái hành động đang xảy ra tại thời điểm nói. Thời điểm nói. Ngoài cách sử dụng này ra thì ví dụ cô nói là tôi thường đi làm bằng xe buýt, nhưng hôm nay tôi đi bằng xe ô tô. I usually go to school by bus, but today I'm driving a car. Vậy lúc này chúng ta sẽ nói như này trong tiếng Anh. Usually go to school by bus. Today I am driving a car. Bring a car to school. Vậy cái hành động usually đấy là tôi thường làm như vậy. Nhưng hôm nay, today, đó là một cái hoạt động mà nó diễn tả cái sự bất thường, nó không bình thường và nó chỉ xảy ra xung quanh một cái thời điểm trong hiện tại thôi, chứ còn trước đây tôi không làm như thế và trong tương lai tôi cũng sẽ không làm như thế. Vậy thì một cái cách sử dụng của thì hiện tại tiếp diễn đó là dùng để diễn tả những cái hoạt động xung quanh thời điểm nói, chỉ là xung quanh. Nó diễn tả một hành động chỉ có tính chất tức thời thôi, có tính chất tức thời, chất tức thời. Vậy thì cái thể hiện cái tức thời này nó là chúng ta chú ý là nó sẽ có một cái câu nào đó để thể hiện thì hiện tại đơn, đây là một cái việc thường xuyên xảy ra, nhưng hôm nay hoặc tháng này hoặc tuần này. Vậy thì cái dấu hiệu nhận biết của nó đấy là nó sẽ xuất hiện một số từ ví dụ như là today, là this week, hoặc là this month, hoặc thậm chí có cả là this year. Và cái cách sử dụng này nó thường có cái sự đối lập, ví dụ như là nó đầu tiên nó dùng để diễn tả hiện tại đơn trước, sau đó thì người ta sẽ sử dụng cái từ but today hoặc là today hoặc là this week hoặc là this month, và lúc đó chúng ta sẽ phải sử dụng thì hiện tại tiếp diễn để diễn đạt cái hành động của mình. Ngoài cái cách sử dụng này ra thì vừa nãy cô có nói rằng là chúng ta dùng để kể chuyện, và trong cái câu chuyện thì những cái
hoạt động chính chúng ta dùng thì hiện tại đơn. Vậy thì những cái hoạt động khác chúng ta dùng thì gì? Thì câu trả lời là chúng ta sẽ dùng thì hiện tại tiếp diễn để diễn tả nó. Vậy thì hiện tại tiếp diễn nó sẽ dùng để diễn tả các cái cảnh nền trong một câu chuyện. Cái cảnh nền đây là cảnh gì? Cái hoạt động của tôi, cái câu chuyện cô vừa kể ra là tôi đi ra ngoài, trên đường đi có rất nhiều người đang nói chuyện, mây đang bay, gió đang thổi, chim đang hót. Thì cái mà gió thổi, chim hót, mọi người nói chuyện, cái đó chúng ta phải sử dụng thì hiện tại tiếp diễn để diễn tả cảnh nền, nó được gọi là cảnh nền. Vậy cách sử dụng thứ ba của thì hiện tại tiếp diễn đó là dùng để diễn tả cảnh nền trong một câu chuyện. Và chúng ta phải nhớ rằng là cái cách này thì nó sẽ dùng trong các loại văn phong rất là thân mật, thoải mái và dùng trong văn nói là chính. Dùng để miêu tả cảnh nền trong một câu chuyện. Chúng ta chú ý cái từ cảnh nền. Cảnh nền là những cảnh xung quanh nhân vật chính. Ngoài cái cách sử dụng này ra thì hiện tại tiếp diễn cũng còn được sử dụng dùng để chỉ cái sự thay đổi. Ví dụ cô nói là bây giờ đang là mùa thu, bây giờ là mùa thu cuối thu rồi và trời thì đang sắp sửa sang đông và trời về đêm là rất là lạnh. Cô sẽ nói là trời trở nên lạnh hơn. Cô sẽ nói là it is getting colder. Vậy thì cái getting colder nó là diễn tả cái sự biến chuyển của thời tiết. Và cái thì hiện tại tiếp diễn này còn có thể diễn tả cái sự biến chuyển của bất kỳ một sự vật, sự việc nào. Ví dụ cô nói là bây giờ là tôi đang béo lên đây, hoặc là tôi đang gầy lên đây. I'm going, getting thinner, I'm getting fatter. Vậy thì những cái mà diễn tả sự biến chuyển đấy người ta thường sử dụng ở trong thì hiện tại tiếp diễn và nó thường đi kèm với động từ get hoặc là động từ become. Cái hai động từ này nó có nghĩa là trở nên. Cách sử dụng tiếp theo đó là dùng để diễn tả sự biến chuyển. Biến chuyển của sự vật. Dùng để diễn tả sự biến chuyển của sự vật. Và chúng ta chú ý rằng là cái sự biến chuyển này thì nó thường đi kèm với cái động từ get hoặc là động từ become. Nên nghe mấy cái động từ này, động từ get hoặc là động từ become. Bên cạnh những cái sử dụng này ra thì hiện tại tiếp diễn cũng dùng với cái trạng từ chỉ tần suất always. Nhưng khác biệt gì so với cái trạng từ tần suất always được sử dụng trong thì hiện tại đơn chúng ta vừa nói đến, đó là tôi thường xuyên làm gì đó. Ví dụ cô nói rằng là nó thường trêu chọc tớ. Nó thường trêu chọc tớ. Cô sẽ nói là he is always teasing me. Nó toàn trêu chọc tớ thôi. Vậy lúc này cái từ always này đáng lẽ ra chúng ta phải nói là cái thói quen của nó thường trêu chọc tôi thì nó cũng không mang cái cảm xúc gì cả. Và tôi cũng không cảm thấy tức giận và tôi cho việc đấy là rất là bình thường. Nhưng khi chúng ta nói là he is always teasing me, vậy lúc này nó đã mang cảm xúc rồi đấy ạ. Nó mang cảm xúc rất là bực mình, khó chịu với cái hành động trêu chọc của anh ta. Vậy thì always cũng được sử dụng không chỉ trong thì hiện tại đơn mà nó còn được sử dụng trong gì hiện tại tiếp diễn, dùng để diễn tả cái cảm xúc rất là khó chịu. Dùng để diễn tả, dùng với always. Dùng với tại trạng từ tần suất always để diễn tả sự khó chịu. Diễn tả sự khó chịu. Khó chịu của người nói. Vậy thì chúng ta chú ý là khi always sử dụng với thì hiện tại đơn thì nó miêu tả một cái thói quen. Nhưng always sử dụng trong thì hiện tại tiếp diễn thì nó mang cái cảm xúc. Và cảm xúc này thì không mấy dễ chịu một chút nào cả. Và nó thường dùng để phàn nàn ai đó. Hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn nó cũng vẫn có thể sử dụng ở trong thì tương lai. Vừa nãy chúng ta nói hiện tại đơn sử dụng trong thì tương lai khi nó diễn tả một lịch trình, đúng không nhỉ? Hoặc là một cái thời gian biểu của một cơ quan.
Tuy nhiên cái thì hiện tại tiếp diễn thì nó không dùng như vậy, nó cũng dùng để diễn tả trong tương lai, một cái hành động trong tương lai, nhưng nó dùng như nào. Ví dụ cô nói với bạn là ôi mai tao rảnh, tao có mày đi uống cà phê, tao sẽ gọi cho mày vào ngày mai, tao sẽ gọi, khi nào tao đến tao sẽ gọi. Vậy thì khi cô nói là tao với mày đi chơi, tao với mày sẽ đi cà phê vào ngày mai hả, thì cô sẽ nói với một người bạn khác là à ngày mai tớ sẽ đi uống cà phê đấy, I'm going out for coffee tomorrow. Vậy thì cái cụm từ mà tao đi uống cà phê ngày mai, tức là tao đã sắp đặt một cái kế hoạch của tao đã được đưa vào cái lịch trình làm việc của tao rồi, và tao chắc chắn sẽ làm việc đó ngày mai. Cô sẽ nói là I'm going out. For coffee for a drink tomorrow with my friends. Vậy thì cái going out này nó thể hiện rằng là kế hoạch của tao ở trong tương lai, nhưng người ta vẫn sử dụng thì hiện tại tiếp diễn để diễn đạt nó. Thì một cái cách sử dụng khác của thì hiện tại tiếp diễn đó là chúng ta dùng để diễn tả một cái dự định đã được lên kế hoạch. Diễn tả một dự định đã được lên kế hoạch. Lên kế hoạch. Sau này chúng ta sẽ có sự phân biệt của nó, của cái cách sử dụng này với cái thì tương lai gần, nó là be going to, với cái cấu trúc be going to, và nó khác nhau như nào chúng ta sẽ nói sau. Và chúng ta chú ý là dự định và được lên kế hoạch. Vậy thì cái gì thể hiện là cái dự định của mình đã được lên kế hoạch? Thì cái mà chúng ta nhìn thấy ở đây đó là cái trạng từ chỉ thời gian. Cái trạng từ chỉ thời gian. Ở cái trạng từ chỉ thời gian này nó thể hiện rằng là cái kế hoạch của tao nó sẽ được thực hiện như thế đấy vào thời điểm đó. Vậy thì chúng ta chú ý là nó thể hiện kế hoạch khi mà nó có các trạng từ chỉ thời gian, có trạng từ chỉ thời gian. Ví dụ như là ví dụ như các trạng từ chỉ thời gian như tomorrow hoặc là next week, vân vân. Ngoài ra thì hiện tại tiếp diễn cũng vẫn có thể sử dụng ở trong cái mệnh đề thời gian giống như thì hiện tại đơn, nó để nhấn mạnh cái sự tiếp diễn của hành động trong tương lai. Ví dụ cô sẽ nói là tao sẽ cảm thấy hơi sợ khi mà tao vào phòng thi đấy, khi mà tao làm bài thi. Cô sẽ nói là I will probably scared when I am taking the exam. Vậy thì cái việc này nó diễn tả cảm xúc khi tôi đang ngồi trong phòng thi của tôi sẽ cảm thấy hơi lo sợ, vì nó sẽ được sử dụng trong cả mệnh đề thời gian nữa. Vậy thì nó cũng diễn tả ở trong mệnh đề chỉ thời gian, diễn tả một cái hành động trong mệnh đề chỉ thời gian. Cô sẽ không nói lại thế nào là mệnh đề chỉ thời gian nữa, là bởi vì là chúng ta cũng vừa nói ở cái thì hiện tại đơn rồi, và các cái mệnh đề chỉ thời gian nó cũng sẽ bắt đầu một các liên từ chỉ thời gian giống như ở thì hiện tại đơn. Vậy thì đây là toàn bộ những cái cách sử dụng của thì hiện tại tiếp diễn, và chúng ta thật chú ý là chúng ta sẽ có hơn một cách sử dụng, cũng khá là phức tạp một chút. Vậy chúng ta cần phải nhớ được tất cả các sử dụng này để chúng ta sử dụng trong cái tình huống cho thật chính xác. Bài học đến đây là kết thúc. Cô cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các em. Hẹn các em vào buổi học tới.